khi cúng ông công ông táo rắc một nắm muối vào chỗ này sẽ giàu nhanh chóng mặt tiền vàng ùn ùn kéo về hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đạo sĩ tử thông lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an tấn tài tấn lộc à, quý vị thân mến ngoài rất nhiều cái công dụng trong cuộc sống như làm gia vị sát khuẩn thì theo phong thủy ấy, muối còn được ví như là một cái loại bùa may mắn giúp để xả xui. Chẳng những thế mà từ lâu người Việt đã có phong tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi như một cái điều cầu may mắn cho một cái năm mới để gia đình luôn được hạnh phúc bình an, làm ăn phát tài phát lộc. À bên cạnh đó thì các chuyên gia phong thủy cũng tiết lộ đúng ngày 23 tháng chạp chỉ cần rắc một nắm muối vào đúng chỗ này thì sẽ xua đuổi được tà khí, hấp thu cái năng lượng tích cực đón rước tài lộc vào nhà may mắn quay năm. Chi tiết sẽ được tử thông chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây. À quý vị thân mến, ông công ông táo trong cuộc sống tâm linh của người Việt được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất nhì trong năm. À, dù cũng ông công ông táo được xem là một cái tục lệ lâu đời nhưng không phải nhà nào cũng nắm được cái quy trình chính xác và cái phong tục tục lệ truyền thống à, dùng muối để hóa giải những cái nguồn năng lượng tiêu cực. Trong gia đình là một cái vũ khí phong thủy hữu hiệu có từ ngàn đời nay. À, cách dùng muối để xua đuổi tà khí và đón cái vận may trong cái ngày 23 tháng Chạp được thực hiện như sau. Một là rắc muối ở trước cửa để xua đuổi vận xui. À thưa quý vị, ông bà xưa vẫn có câu là đầu năm mua muối cuối năm mua vôi. Đây cũng là một cái quan niệm của người xưa nói rằng muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đẩy tà khí và mang lại cái may mắn, cái sự bình an cho cả gia đình. À chính vì vậy mà cái cách hóa giải vận xui bằng muối luôn được áp dụng nhiều đấy, để xua đi những cái xui rủi đấy để xả xui cho gia chủ có thể rắc một cái nắm muối ở từng phòng đấy. trước cửa nhà trước sân để xua tà khí đón cái vận may vào nhà à, nếu như mà gia chủ muốn thoát khỏi những cái vận xui thì có thể cầm một nắm muối ném qua vai trái của mình nhớ là vai trái vì ném qua vai phải lại còn mang lại cái xui xẻo gấp đôi à, bên cạnh đó trong cái ngày 23 tháng chạp thì gia chủ có thể gì thử cái cách là xua đuổi cái âm khí, xua đuổi cái vận đen bằng cách rắc muối trước cửa nhà. Vì theo quan niệm của dân gian ấy, cái nguyên nhân các bạn gặp những cái chuyện xui xẻo là do cái âm hồn đi theo quấy phá. Vì vậy rắc muối trước cửa là để xua đẩy những cái vận xui, xua đuổi những cái vận đen, chấn giữ không cho các âm hồn dã quỷ xâm nhập vào trong nhà quấy phá, làm các bạn gặp những chuyện không hay. À, quý vị thân mến, thì trong cái ngày 23 tháng Chạp là một cái ngày mà quý vị cũng sẽ tiến hành cái nghi lễ là lau dọn bàn thờ, bốc lại bát hương và tỉa chân nhang à, Thì cái thời điểm từ sau, sau lễ cúng ông công táo đến cái ngày 30 Tết là cái thời điểm thuận lợi nhất để cho quý vị tiến hành công việc là bốc lại bát nhang, lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang Cho được sạch sẽ, chỉn chu, đón một cái năm mới bình yên may mắn Thì quý vị cũng cần phải lưu ý là trong để ý trên ban thờ nhà mình nhé xem là trong quá trình lau dọn để xem bát hương có cốt thất bảo hay chưa nếu mà chưa có thì quý vị hãy sử dụng một cái gói cốt thất bảo quý vị nạp vào trong bát hương đấy à, cốt thất bảo là bảy bảo vật của dân gian được tượng trưng của linh khí của đất trời hội tụ nó được là cái vật phẩm để cúng dường cho đức phật đó bao gồm có vàng bạc mã não san hô đỏ ngọc trai hổ phách phỉ thúy bên cạnh đó thì trong gói thất bảo cũng có gì cái giấy di hiệu để viết di hiệu của những người mình cần thờ cúng của thần linh gia tiên đó khi mà bắt bắt hương mà có thất bảo thì nó mới lưu giữ được cái linh khí lưu giữ được cái lời nguyện cầu lưu giữ được những cái điều tốt đẹp nhất đến với gia chủ đó vì thế mà quý vị hãy luôn nhớ là gì khi bốc bắt hương thì phải luôn có cốt thất bảo để gì giúp cho bắt hương được linh ứng hơn cầu gì được nấy à, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói thất bảo cũng như là cái quy trình bốc lại bắt hương à, giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào à, bên cạnh đó thì cái thứ hai ấy, là chúng ta cũng có thể là gì? Làm một đĩa chanh muối đó. À, thưa quý vị, ngày 23 tháng Chạp đặt một hoặc là ba quả chanh tự nhiên đấy, trên một cái đĩa và chúng ta cắt làm bốn, cắt làm tư, rắc thêm một ít muối vào trong đó. Đặt cái đĩa ở dưới gầm giường trước khi đi ngủ hoặc là đặt bên cạnh giường. À, khi thức dậy sáng hôm sau thì cũng đừng đụng vào quả chanh ấy mà đặt chúng vào một cái túi ni lông và bỏ chúng ra khỏi nhà. Làm cái điều này ba ngày liên tục thì gia chủ sẽ loại bỏ được hoàn toàn hết cái nguồn năng lượng xấu trong nhà. Mọi việc từ nay sẽ trở nên thuận lợi, hanh thông, thuận buồm xuôi gió. À, quý vị thân mến, quả chanh có khả năng là cầu tình duyên mà không phải ai cũng biết. À, theo đó, nếu như mà gia chủ đang gặp cái chuyện chắc trở trong chuyện tình duyên hay là vợ chồng tranh cãi đấy, cũng như là gì, à, những người độc thân mà muốn tìm được ý chung nhân hoặc là hóa giải các vấn đề về tình cảm, thì quý vị có thể đặt một bát đựng ba quả chanh cạnh giường. À, đổi quả khác khi mà chúng chuyển sang cái màu vàng hoặc là màu đen à, cứ như vậy trong một thời gian ngắn thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra à, thứ ba là đặt bát nước muối trong nhà để xua đuổi cái âm khí à, thưa quý vị các bạn có thể xua đuổi âm khí hóa giải những cái nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình lâu dài bằng cách đặt một bát muối có chứa cái đồng tiền xu vào trong nhà vào cái dịp đầu năm vì theo phong thủy ấy, thì muối kết hợp với nước và cái đồng tiền kim loại sẽ tạo nên cái phản ứng giúp tẩy rửa và tiêu tán cái năng lượng tiêu cực đi. Cái hiệu quả nó sẽ nhanh chóng thu hút cái may mắn tài lộc vào trong nhà. À quý vị cũng cần phải lưu ý cái vị trí cực vượng để đặt cái bát nước muối, tùy vào cái môn muốn của bản thân. Nếu mong muốn giàu có thì đặt ở cái cung tài lộc ở hướng đông nam. Nếu mong muốn gia đình yên ấm, nhiều cái sức khỏe thì đặt bát nước muối ở cung gia đạo ở hướng đông. Còn nếu mong muốn xua đuổi tà khí thì quý vị có thể là gì? làm theo cái hướng dẫn như sau à, chuẩn bị một bát nước muối hoặc là một cái ly thủy tinh tiếp theo đó là cho muối vào đầy tầm 3 phần tư bát đó rồi đặt 6 đồng tiền xu theo hình tròn đấy mặt chữ ngửa lên trên à, quý vị lưu ý nhé cái mặt chữ phải ngửa lên trên đấy và mặt âm mặt dương có cái ký tự khác nhau đấy à, sau đó gia chủ hãy gì cho từ từ nước vào và đặt cái bát lên một cái miếng vải miếng vải đỏ thì càng tốt Quý vị lưu ý trong suốt một năm để yên tại cùng một vị trí và không được che miệng bát. Cũng không ai được đụng vào hoặc là dịch chuyển trong suốt một năm. Đụng chạm vào bát muối vì tác dụng nó sẽ chạm vào cái năng lượng tiêu cực và nó sẽ bị phân tán mang lại những cái điều không hay cho gia chủ. Và cần phải nhớ việc này nên làm âm thầm không nên khoe khoang cho người khác biết. À đến ngày cuối cùng của năm ấy, thì gia chủ mới được phép đổ bát nước muối đựng cái đồng xu này đi. À, trước khi sang năm mới thì gia chủ nhất định phải bỏ cái bát nước muối phong thủy cũ và thay bằng cái bát mới. Không để qua năm này sang năm khác. Vì bát nước muối và đồng xu cũ đều tích trữ những cái nguồn năng lượng tiêu cực của cả một năm. À, giữ lại sẽ làm hao tổn cái may mắn và tài lộc của cả, cả gia đình. Đấy. Và đây cũng là một cái điều mà quý vị cũng cần phải lưu ý. À, thứ tư là tắm nước muối để xua đuổi vượn đen À, quý vị thân mến, thì ngoài ra gia chủ có thể xua đuổi cái âm khí, cái vận đen bằng cách tắm nước muối. Tắm nước muối cũng sẽ giúp cho cuốn trôi hết những cái xui rủi và cái vận hạn và sẽ được gì hóa giải một cách nhanh chóng. Rất đơn giản, gia chủ có thể lấy 7 muỗng nước muối hòa vào nước, sau đó dùng nước này để dội từ đầu xuống. À, bên cạnh đó thì gia chủ cũng có thể tắm vào nước muối sẽ giúp cho da rẻ sạch sẽ, thanh lọc cơ thể và mang lại đến cái tinh thần được thoải mái hơn. À, thứ năm là ném muối qua vai trái à, Thưa quý vị Ném muối qua vai trái Thì các bạn có thể là ném muối qua vai trái để giải xui Đó à, Nếu là nữ giới thì các bạn lưu ý là Cầm nắm muối bên tay phải và ném qua vai trái Còn nam giới thì là cầm nắm muối bên tay trái Đấy à, Quý vị hết sức lưu ý không bị nhầm lẫn Khi ném qua vai phải sẽ gặp những cái điều xui Xui xẻo lại gấp đôi à, Thưa quý vị trong văn hóa tâm linh thì đằng sau cái chết bao giờ cũng là tồn tại của một cái cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. À, chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi dưới vàng thì con cháu sẽ dâng lễ vật lên đẩy đặn, đặc biệt là trong cái ngày 23 tháng chạp. Gia chủ sẽ đặt một hũ muối hũ gạo vào nước lên trên bàn thờ. À, vậy cái vị trí đặt ba hũ gạo muối nước trên bàn thờ như thế nào là chuẩn nhất? À, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Đó. 6 là chúng ta đặt 3 hũ gạo muối nước trên ban thờ. Đầu tiên chúng ta cần xét là gạo muối nước trên ban thờ có ý nghĩa gì? Đấy. À, thưa quý vị, trong mỗi cái bộ đồ thờ cúng gia tiên thì đầy đủ bao gồm có bát hương, ống nhang cũng như là gì cái đĩa bồng thì bên cạnh đó không thể thiếu được đó chính là ba cái hũ gạo muối nước hay còn gọi là đài thờ hay là chóe thờ. Thông thường thì ba chén thờ thường đựng muối, gạo và nước sạch. Đây là ba thứ không thể thiếu trong cái cuộc sống của người Việt. Muối thì từ ngàn đời xưa đã là một trong cái tài sản quý, tượng trưng cho cái ý chí trong sạch và mạnh mẽ. Chén thờ đựng muối để bên trong với cái mong muốn là cuộc sống được sạch sẽ, no đủ và hương thịnh. Gạo được coi là cái hạt ngọc của trời, là cái nguồn lương thực chính để nuôi sống con người lúa gạo là của cái là cái cảnh sung túc do trời ban và là cái sự tinh khiết đơn sơ à, đặt chén gạo trên bàn thờ cũng là một trong những các cách để thể hiện cái lòng biết ơn sâu sắc với các vị thần linh đã ban cho chúng ta một cái nền văn minh lúa nước khiến cho chúng ta được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay à, nước nước thì mang cái đặc tính trong sạch thanh cao và thuần khiết con người có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng không thể nào thiếu được nước sạch nước chính là cái nguồn tài nguyên cần thiết nuôi dưỡng vạn vật à, chế thờ đựng nước để ước nguyện lòng thanh tịnh tâm được tĩnh lặng và yêu thương đó. À vị trí đặt hũ gạo muối trên bàn thờ thế nào là chuẩn nhất à, thưa quý vị? Cái vị trí đặt hũ gạo muối trên bàn thờ Phật bắt thờ gia tiên bắt thờ thần tài, cái vị trí đặt hũ gạo muối trên bàn thờ theo văn hóa truyền thống thì sẽ có những cái quan niệm khác nhau. À, thưa quý vị, à, sau đây tử thông sẽ hướng dẫn quý vị cách đặt ba hũ gạo muối nước trên ban thờ để cầu mong cái may mắn cái tài lộc suốt năm hũ gạo muối có thể đặt chính giữa hoặc là bên trái bên phải của ban thờ à, việc sắp xếp và đặt vị trí hũ gạo muối trên ban thờ phải đúng cách thì mới mang lại cái ý nghĩa và những cái điều may mắn cho gia chủ à, vị trí đặt ba hũ gạo muối nước tùy vào cái kích thước của ban thờ và tùy theo cái đối tượng thờ cúng là ban thờ gì nếu là ban thờ Phật thì chỉ cần đặt hai hũ nước sạch ở hai bên thể hiện cho tấm lòng thanh tịnh là đủ. Nếu là ban thờ gia tiên thì đặt ba hũ gạo muối nước hoặc là một cặp gạo muối. Gia chủ có thể đặt 2 đến 3 chóe ở cái phía trước bát nhang và đằng sau cái mâm bồng. À nếu mà quý vị thờ hai chóe thì quý vị có thể là gì thờ một chóe đựng gạo, một chóe đựng muối hoặc là một chóe đựng muối, một chén đựng gạo cũng được. Đó. Hoặc là một chóe đựng gạo, một chén đựng nước, một chế đựng muối, một chén đựng nước tùy theo. Đấy. Gia chủ có thể sắp xếp ba hũ gạo muối nước theo cái hình hàng ngang hoặc là hình tam giác à, theo thứ tự là cái hũ hũ nước ở giữa và hai bên là hũ gạo và hũ muối Đó. gia chủ đặt ba hũ gạo muối nước tại vị trí phía trước của bát hương và đằng sau mâm bồng Đấy, cách nhau mỗi hũ cách nhau khoảng một đoạn từ 3 5 cm 5 cm là được rồi tùy theo cái khoảng cách bát hương nhé quý vị để sao cho hợp lý còn đối với ban thờ thần tài thì quý vị có thể đặt ba hũ muối gạo và nước ở phía sau bát hương và ở trước ông thần tài thổ địa và quý vị có thể xếp theo hình tam giác hoặc là đường thẳng tùy theo cái không gian nó rộng hay là hẹp à, quý vị cũng cần phải lưu ý khi mà đặt hũ gạo muối nước trên bàn thờ tùy, tùy tùy theo cái kích thước của bàn thờ và cái cách bố trí cái đồ thờ cúng mà gia chủ có thể đặt cái hũ gạo muối nước với những cái kích thước khác nhau gia chủ nên lựa chọn cái loại gạo ngon nếu ở quê thì lấy gạo mới nước thì lấy nước sạch muối thì cũng có thể sử dụng muối sạch để làm cái vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. À quý vị cũng nên chọn cái chén thờ được làm từ cái chất liệu tốt nhất, có thể bằng gốm, bằng đồng, đấy, tùy theo. À chế thờ thì nên được trang trí hoa văn bắt mắt như là long phụng hoặc là tùng cúc trúc mai. Chén thờ cũng cần phải được chọn riêng để đảm bảo cái tính linh thiêng. Đấy, trang nghiêm trong cái việc thờ cúng thì gia chủ mới được cầu mong được những điều may mắn. Quý vị nên chọn những cái loại ché thở mà có cái hình bụng phình ra, phình to ấy, để gì thu hút cái tài lộc, mang lại cái may mắn cho cả gia đình. À, thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra là gì? Vậy thì chúng ta đặt cái ché thở trên bàn thờ đấy, thờ gạo muối nước thì bao lâu nên thay gạo muối một lần? À, quý vị thân mến, ba hũ gạo muối nước, thời gian để thay ấy, tốt nhất là khoảng 2 đến 3 tuần, hoặc là một tháng, một tháng là tốt nhất. Đấy. À, bên cạnh đó thì quý vị cũng tùy theo cái thời tiết ấy. nếu mà nó mà khô hanh thì quý vị có thể giữ được lâu hơn à, quý vị thân mến trên đây là một số cái mẹo dùng để xả xôi và thu hút cái may mắn tài lộc trong gia đình áp dụng vào cái ngày 23 tháng chạp nếu quý vị có bất kỳ cái thắc mắc hay đóng góp nào thì xin mời quý vị có thể comment dưới bên dưới à, tử thông cùng đội ngũ chương trình sẽ giải đáp cùng quý vị trong thời gian sớm nhất à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. À, quý vị thân mến, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày cúng ông Công ông Táo. Theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam ấy, thì cái lễ cúng nó không chỉ tiễn đưa các vị thần để tỏ lòng kính trọng, mà còn cầu mong các vị thần lên trời nói những điều tốt đẹp phù hộ cho gia chủ một năm mới bình an, tấn tài, tấn lộc. Không ít người cho rằng sau ngày 23 tháng Chạp thì gia chủ cấm kỵ thắp hương, thờ cúng trên bàn thờ. Nếu mà chưa biết điều này, kẻo tà ma vào nhà, xui xẻo bùa vây thần thánh của trách và tiền bạc thì đội nón ra đi. Cái việc này nó được thực hiện như thế nào? Chi tiết sẽ được Tử Thông chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. À, thưa quý vị, à, quan niệm của dân gian cho rằng thắp hương vào ngày các vị thần đi vắng thì sẽ sợ mời vong vào nhà. À, quý vị thân mến, ngày 23 Tết, tức là ngày 23 tháng Chạp, ngày cúng ông công ông Táo ấy, còn gọi là ngày ngày tiễn ông công ông Táo về trời trời. Vào cái ngày này thì người ta thường làm cái lễ tiễn đưa, bày tỏ cái sự tri ân đối với các vị thần đã lo toan cai quản và duy trì cái nếp sống sinh hoạt cho gia đình. Đồng thời cũng nhắc nhở mỗi người có trách nhiệm hơn trong cái việc gì? Quan tâm thu vén đến cái gia đình và nhờ các ngài lên trời trời nói tốt, phù hộ cho năm mới được bình yên, may mắn, tấn tài tấn lộc. À, thưa quý vị, quan niệm của dân gian cho rằng sau khi tiễn ông công ông táo thì các gia đình có thể lau dọn bàn thờ trước ngày 30 Tết và có thể tỉa chân hương mà không lo cái điều xui xẻo xảy ra. À, tuy nhiên ấy, nhiều người vẫn băn khoăn cho rằng à, sau ngày 23 tháng chạp thì có nên thắp hương thờ cúng hay không để tránh cái việc mời vong linh hay là cô hồn dã quỷ vào trong nhà. À, sau 23 tháng chạp có nên thắp hương thờ cúng hay không? À, theo nhiều các chuyên gia phong thủy cho rằng đó là cái suy nghĩ sai lầm, đấy, nhầm lẫn của mọi người sau ngày 23 tháng 12 âm lịch, tức là sau ngày 23 tháng chạp ấy Thì mọi người vẫn thờ cúng bình thường Bởi chúng ta chỉ tiễn ông công ông táo đi Chứ không hề tiễn thần linh Thần linh là một vị cộng đồng của các thế hệ của một vị thần à, Như là gì? Các ngày ngũ phương ngũ thổ long thần, ngày long mạch thần linh thổ địa ạ Ngày trung ương linh thần, đúng không? chu tước, huyền vũ vân vân Nói chung là các vị thần vẫn còn ngự trị ở nhà chúng ta bao gồm có lộc thần phúc thần đúng không? thọ thần khang thần và ninh thần Đấy. rồi thì gì có cất rất nhiều các vị thần như là môn thần hoặc là ông bà tiền chủ hậu chủ tài thần thổ địa thần linh vân vân hơn nữa cái ngày 23 tháng chạp thì chúng ta chỉ rước một hai ông bà làm việc bếp đi cúng nhưng mà vẫn còn các vị thần bếp đội quân ở gì vẫn còn đội quân ở nhà và vẫn thắp hương bình thường nhé không việc gì phải gì phải lo lắng đặc biệt với những cái nhà mà tách riêng ban thờ thần tài thổ địa thì vẫn cứ thắp hương như bình thường. trong miền Nam Trung Bộ và miền Nam Bộ ấy, thì mọi người sẽ không thắp hương để hai cây đèn đỏ ở hai bên bàn thờ Táo Quân. còn lại thì vẫn làm như bình thường. À, thưa quý vị cũng đồng tình với cái quan điểm trên thì nhiều nhà tâm linh, nhiều chuyên gia tâm linh cũng quan niệm rằng nói chung ấy, không nên thắp hương cúng sau hai ba tháng chạp để tránh cái việc mời vong linh, cô hồn dã quỷ vào nhà là không đúng. Đó. À, từ ngày 23 tháng chạp trở đi ấy, thì gọi là cái trạng thái chống quyền lực của các vị thần thánh vì các vị thần đứng đầu vị thần như là táo quân đấy, ngũ phương ngũ thổ long thần và các vị thần khác thì đều lên chầu trời và đặc biệt là gì ngày đương niên thái tuế cũng vậy và đến ngày 30 tết sau cái đêm giao thừa mới về đấy. những ngày từ ngày 23 đến ngày 30 tết thì mọi người vẫn thắp hương được nhưng mà không cần phải gì chọn giờ cứ tùy nghi lễ và chọn cái giờ thích hợp với cái công việc của mình là được bởi lúc đó gọi là gì trạng thái về không, nó sẽ hư không đấy. Thì mọi người vẫn có thể thắp hương được. Đấy. À, nhưng việc cầu mong của gia chủ sẽ không được. Nếu gia đình có lễ Tết dỗ chạp thì vẫn cúng tổ tiên bình thường và không làm ảnh hưởng gì đến cái quan niệm thờ cúng cả. À, thưa quý vị, một số chuyên gia tâm linh khác thì lại cho rằng gì? À, có thể biến thể và mọi người có thể cúng vào ngày 23, 24, 25 đều được, không có vấn đề gì cả. Bởi phong tục không bao giờ là có cố định. À, thưa quý vị, một số người cho rằng là gì? Phong là gió, tục là cái thói quen Có nghĩa là gì? Có nghĩa là theo gió mà lan truyền đi xa Nên là gì? Nên là sẽ có biến thể Và người ta gọi là phong tục Nếu mọi người cúng ông công ông táo trước ngày 23 Sẽ không đúng với cái mẫu gốc Nhiều người có thể là gì? Cúng vào ngày 23, 24, 25 cũng không sao Đó là cái độ mềm của cái văn hóa tâm linh Và cũng sẽ rất linh hoạt Chính bởi vậy cái việc thắp hương sau ngày 23 tháng Chạp là không có vấn đề gì cả vậy thì trong khi thắp hương thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những cái điều gì à, thưa quý vị à, trước khi mà chúng ta cúng thắp hương ấy, thì chúng ta cũng cần phải là gì mở rộng cửa này thắp đèn trước khi khởi động là gì hoặc là rót nước rót rượu dâng hương dâng các lễ vật đầy đủ Đó. rồi thắp hương phát sóng và cầu khấn những cái điều mà mình mong muốn chú ý là quý vị có thể thắp 3 hoặc là 5 nén hương miễn là số lẻ là số dương đấy dương là thở âm là hợp lẽ nếu mà thắp quá nhiều thì hương sẽ gì hương sẽ mở đường cho thập loại chúng sinh là tạo ra cái sự lộn xộn phiền toái cho 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 các thần đấy và cho tổ tiên nhà chúng ta à, quý vị nhớ rằng khi thắp hương ấy, thì phải để hương cháy đều đấy dùng tay phải nhẹ hoặc là quý vị có thể cầm hương nhấc nhẹ lên như này là nó cũng sẽ sẽ tắt chứ tuyệt đối không được thổi nhá khi thắp hương thì cần phải cắm cho ngay thẳng đấy thì mới có tác dụng dẫn thần linh cầu tới được đúng nơi đúng chỗ đúng các ngày cần đến và đồng thời cũng không cắm chồng các chân hương lên nhau nhằm tránh tạo ra những cái lớp thô cũ hoặc là gì nó dễ bị bờ, dễ bị bốc cháy dễ bốc hỏa đúng không ạ khi cắm nhiều chân hương ấy, chúng ta cũng cần phải tách ra Đã. À, thưa quý vị trường hợp bát hương tự nhiên bốc cháy dân gian vẫn cho rằng nó báo hiệu cái điểm báo là gì hóa âm là gì khi chân hương cháy âm ỉ từ bên trong rồi gì nổi lên bên ngoài xung quanh thường liên quan đến cái chuyện mồ mả và thờ cúng còn hóa dương là cháy từ bên trên xuống thì nó báo hiệu rằng có liên quan đến nhà cửa cuộc sống hàng ngày à, khi đó quý vị cũng cần phải để cho bát hương hóa hết nhưng mà gì nhớ để phòng hỏa hoạn đừng có dùng nước để dập tắt tránh thủy hỏa giao tranh nếu mà đang cầu cúng mà hương tắt thì cứ để yên đó mà châm lửa tiếp chứ đừng nhổ lên rồi đốt lại bởi nhổ lên cắm lại thì thành ra gì thành hương thừa mất gốc vậy cầu cúng sẽ mất linh nghiệm à, quý vị thân mến À, theo các chuyên gia ấy, thì sau ngày cúng ông công ông táo thì các gia đình nên vệ sinh sạch sẽ, tránh chướng khí vào nhà để gì chào đón ông bà, chào đón ông táo, chào đón các vị thần, đặc biệt là ngày thái tuế về chăm nom và chăm lo cho gia đình. À, do đó, các chuyên gia phong thủy cũng như là các chuyên gia tâm linh khuyên mọi người gì cần làm một số việc quan trọng như sau. À, xin mời quý vị cùng theo dõi. À, thưa quý vị, việc đầu tiên là dọn dẹp tẩy uế ban thờ còn gọi là bao sái ban thờ đó do người ta tin rằng ngày này thì thần linh đi vắng đây là cái dịp để mở gia đình dọn dẹp ban thờ sau một năm cũng là cái dịp để chuẩn bị ban thờ ngày Tết thông thường ấy trong ngày lễ tiễn ông công ông táo thì gia chủ xin phép được sửa sang ban thờ chào đón Tết một số gia đình thì cẩn thận hơn à, ngoài cái lễ tiễn ông công ông táo khi dọn dẹp ban thờ thắp hương hoa quả nhang đèn để cầu xin thần linh cho phép mình được làm cái việc đó À, thưa quý vị để làm cái việc này thì cái việc đầu tiên ấy thì chúng ta cần phải tìm trong gia đình có những người có tính tỉ mỉ cẩn thận và những người có tâm linh thì lại càng tốt thường là những người chủ sự của gia đình hạ bát hương xuống để làm công tác bao sái và lau dọn bát hương để gì để bát hương ở nơi sạch sẽ tránh ô uế tránh bị va chạm và cẩn thận hơn thì người ta sẽ trải một cái tấm vải đỏ ở trên bàn sau khi mà bao sái bát hương đó ờ, Bên cạnh đó thì trong khi mà bao sái hoặc là gì chúng ta rửa lau rửa bát hương và chúng ta gì rút chân nhang cũng như là bốc lại bát hương ấy thì quý vị cũng kiểm tra xem là trong bát hương nhà mình có cốt hay không có thất bảo ấy nếu mà trong bát hương mà không có cốt thất bảo thì quý vị hãy gì tiến hành nạp ngay cốt thất bảo vào đó tại vì sao khi mà có cốt thất bảo thì cái bát hương nó mới lưu giữ được linh khí lưu giữ được cái lời nguyện cầu của con cháu đối với gì đối với gia tiên và khi mà gia tiên về thì cũng sẽ gì có nơi để ngự và sẽ lưu giữ được cái linh khí à, khi mà không có cái cốt thất bảo thì cái bát hương của chúng ta ấy, có người đi qua đi lại được mỗi người có một cái tâm niệm khác nhau có người thì tâm địa xấu họ nghĩ xấu đấy họ có những cái, cái 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 trường năng lượng xấu thì nó cũng ảnh hưởng đến cái không gian thờ cúng và khi có cái cốt thất bảo nó sẽ chấn áp được cái điều đó à, và nó sẽ giúp cho ban thờ giúp cho bát hương nó được linh hơn đấy quý vị nhìn vào bát hương linh là biết Vậy để bắt hương được linh hơn thì quý vị hãy nạp cốt thất bảo vào nhé vào ngày 23 tháng chạp hoặc là quý vị có thể chọn ra những ngày tốt mà phong thủy độc tài đã cung cấp cho quý vị. Thì để chọn ra ngày tốt để lau dọn bắt hương, tỉa chân hương hoặc là gì bốc lại bắt hương ấy thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói thất bảo cũng như là để được tư vấn kỹ hơn về cái ngày tốt để chúng ta tiến hành lau dọn ban thờ, bốc bắt hương cũng như là tỉa chân nhang để cho mọi việc được hanh thông thuận lợi, may mắn và bình an. À, cốt thất bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên là gì quý vị hãy thỉnh với cốt thất bảo để bốc quát hương từ giờ đến cuối năm để mang lại một năm bình an may mắn tài lộc dồi dào đó à, thưa quý vị trong năm ấy thì ban thờ có thể bị bụi bẩn các gia đình có thể tháo ban thờ hoặc là bỏ ra đúng không ạ bỏ các đồ thờ cúng ra dùng khăn sạch dùng nước ngũ vị hương hoặc là dùng cái nước rượu gừng rượu trắng pha một ít gừng để chúng ta gì lau dọn ban thờ bên cạnh đó khi lau dọn ban thờ chúng ta phải dùng cái khăn sạch nhá khăn khô sạch đấy lau lần lượt từng món một quý vị làm không phải vội vàng gì gì cả đúng không ạ cứ bình tĩnh tết rồi đi đâu mà vội đúng không ạ à, quý vị cũng không được kẹp cái đồ thờ vào chân vào háng đúng không ạ như vậy sẽ làm bất kính với thần linh cũng không vớt cái đồ thờ cúng lăn lóc bừa bãi mà để ngay ngắn trang nghiêm trên một cái bàn hoặc là quý vị trải một tấm vải đỏ ra để quý vị đặt cái đồ thờ cúng vào đó để chúng ta lau kỹ càng từng món một à, thưa quý vị Kết thúc với công việc lau rửa thì có thể dùng nước nóng hoặc là gì? Dùng tinh dầu, dùng tinh dầu. Hoặc là quý vị cứ dùng nước ngũ vị hương ấy, quý vị thấm vào cái khăn sạch cho quý vị vắt khô đi và lau một lần để cho nó thơm. Đấy, cái, cái không gian thờ cúng nó thơm tho, sạch sẽ và linh thiêng hơn. Đó. À, thưa quý vị, trong cái thời gian mà lau dọn ban thờ thì chúng ta cũng tiến hành một công việc là tỉa chân nhang và thay cho cho bát hương. Nói chung ấy, trong một năm thì trải qua ngày rằm ngày mùng 1 hoặc là các kỳ dỗ Tết vân vân đó. Đặc biệt là với những nhà mà thắp hương hàng ngày thì cái chân hương trong bát hương nó sẽ rất là nhiều. Lúc này thì quý vị có thể tỉa chân hương để vào tờ báo hoặc là tờ gì hoặc một tấm vải sạch để trong bát hương ấy. Đấy. Sau khi đựng chân hương để một tờ báo sạch đựng cái chân như hương đúng không ạ Và quý vị một tay giữ bát nhang một tay rút chân hương. Đúng không? Quý vị rút nhẹ nhàng từng chút một ra, từng chút một ra, từng khóm ra và để lên tờ báo hoặc một tấm vải sạch. Đó. Không làm tung tóe ra một chỗ gia chủ thì còn kiêng không rút chân hương đấy à, thưa quý vị cái chân hương sau khi rút ra ấy, thì quý vị cũng gì sẽ giữ lại ba chân hương hoặc năm chân hương hoặc bảy chân hương nói chung là giữ lại số chân hương chẵn để cắm lại vào bát hương nhé để cắm lại vào bát hương số chân còn thừa thì quý vị sẽ hóa cùng cái vàng mã và cùng cái lễ cúng mà sau khi chúng ta cúng xong ấy đúng không à, quý vị có thể thay cho mới vào bát hương một số gia đình sẽ cầu kỳ hơn mua cho nếp về đốt để thay cái cho cũ cho bát hương được sạch sẽ và thơm tho và khi thay cho quý vị cũng trộn cho với ngũ vị hương nhé Thứ nhất là nó vừa để làm gì Vừa có tác dụng là thơm tho sạch sẽ Thứ hai là khi nó hóa thì nó hóa hết đúng không? Cái bất hương mà hóa không hết thì nó sẽ gì Nó sẽ mang lại cái điều xui xẻo Đó là theo quan niệm dân gian Vì vậy để đảm bảo cái tính linh thiêng và cái tính trang nghiêm ấy Thì tốt nhất chúng ta nên trộn gì Ví dụ, tùy theo bát hương Bát hương 16 thì chúng ta có thể trộn 3 đến 4 gói cho Với hai gói ngũ vị hương đó Thì khi đó cái 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 bát hương nó sẽ trở nên thơm tho À, quý vị đi qua không gian thờ cúng nó cảm thấy linh thiêng và linh ứng hơn đó bên cạnh đó trong khi bốc bát hương quý vị cũng phải kiểm tra trong bát hương có cốt không nhá nếu không có cốt thất bảo thì quý vị cũng phải cần phải đạp ngay đúng không ạ cốt thất bảo là bảy cái bảo vật của dân gian được gì lưu giữ cái linh khí của cái bát hương giúp cho bát hương được linh thiêng hơn à, thưa quý vị nói chung ấy trong thời gian này chúng ta có thể tiến hành công việc lau dọn bát bát hương và gì à, tỉa chất nhang, lau dọn bàn thờ và bốc lại bát hương thì đều được cắt lành và may mắn. À, quý vị có thể là dùng cho nếp đấy. Cần phải lưu ý giữ nguyên phần cốt của bát hương đấy. Cốt bát hương chính là cái thất bảo này, là cốt thất bảo nhé. Đó. À, thưa quý vị, bên cạnh đó thì một số người trong cái dịp cuối năm này do ban thờ cũ hoặc là bát hương cũ thì quý vị muốn thay, đó, quý vị muốn thay thì quý vị cũng cần phải làm gì? Tiến hành một cái nghi lễ, đó là nghi lễ giải xá bát hương hay là giải xá ban thờ thì chúng ta có thể là gì tiến hành các nghi lễ giải xá bát hương hoặc giải xá ban thờ thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách là ngày văn khấn văn khấn tuần thư nhé văn khấn tuần thư để chúng ta gì khấn vái để có cái nghi lễ gọi là nghi lễ giải xá bát hương và giải xá ban thờ trong quý vị trong trường hợp mà quý vị muốn thay ấy, quý vị có thể sử dụng cái quyển văn khấn tuần thư để chúng ta gì có những cái nghi lễ khấn vái và có nghi lễ nó được hợp hợp với phong thủy và mang lại cái may mắn cắt lành cho gia chủ À, thưa quý vị nói chung ấy có một số trường hợp là bát hương trên ban thờ không còn phù hợp với cái điều kiện của gia đình thì gia chủ muốn thay ban thờ thay bát hương cho nó khang trang cho sạch sẽ đấy các gia đình có thể là gì thay thế còn đối với bát hương thì cần lưu ý giữ lại một phần cốt của bát hương tức là cái cốt thất bảo ấy cái cốt thất bảo này này quý vị chỉ cần nạp một lần nhé sau đi đâu quý vị cũng mang theo kể cả thay bát hương thì quý vị cũng lấy cái cốt thất bảo này ra cái cốt thất bảo này càng thờ cũng lâu ấy, thì nó càng lưu giữ được cái linh khí của của con người và gì lưu giữ được cái linh khí của gia tiên nên là để càng lâu thì càng linh đó quý vị giữ lại cốt nhá nên nhớ thay bát hương thì cũng phải giữ lại cốt còn bát hương hay là ban thờ cũ ấy, quý vị có thể mang hóa hoặc là mang lên chùa hoặc là gì có vấn đề là gì mang thả mang thả xuống sông xuống hồ quý vị cần lưu ý cái việc này nó ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường đồng thời nói chung ấy quý vị cũng nên là chọn những cái nơi sạch sẽ để mà quý vị thả nhé chứ đừng thả lung tung thì sẽ không tốt cho gia chủ à, thưa quý vị trong khi quý vị thắp hương thờ cúng ấy, thì quý vị cũng cần phải bật đèn, mở rộng cửa ra, bật đèn cho thật sáng. Và các cửa trong nhà thì cũng cần mở rộng để đón cái luồng sinh khí mới may mắn vào trong gia đình. Đồng thời cũng nên dọn dẹp, vứt bỏ những cái vật dụng cũ không dùng đến nữa, hoặc là những cái vật dụng đã hỏng hóc đó. Và trang trí thêm cái cho cái nhà cửa được trang hoàng mới mẻ để chuẩn bị đón Tết năm 2024 năm Giáp Thìn. À, thưa quý vị, với những cái thông tin mà Tử Thông vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị đã có lời giải đáp về câu hỏi nên thắp hương sau lễ cúng ông công ông táo được không? Và cần phải lưu ý những gì? Đấy, nếu quý vị có bất kỳ cái thắc mắc hay những câu hỏi nào, quý vị có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ càng hơn về cái việc bốc bắt hương cũng như lau dọn ban thờ và cái việc giải xá ban thờ cũng như giải xá bắt hương. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.